Em chào thầy cô và các bạn đến với bài thuyết trình của em. Em tên là Tạ Văn Thắng, em học lớp 8 trường trung học cơ sở Trung Vương ở Đà Nẵng. Bây giờ sau đây em xin giới thiệu phần sản phẩm của mình về bài về sản phẩm máy tính bỏ túi, máy tính bỏ túi. Tại vì lúc đầu em tính làm sản phẩm, thiết kế sản phẩm của mình nó giống như sản phẩm này, nhưng mà em vì điều kiện không cho phép á, em trên hệ điều hành iOS này em không có cho chỉnh màu được cho chính xác với bản gốc á, xin phép làm được giống phần này. Đầu tiên thì mình có thể nhấn được các số từ 0 đến 9 ở trên bảng 9 nó hiện ra trên phần khung này. Tiếp theo là mình có thể thực hiện các phép tính cơ bản như là cộng trừ bình thường, những sẽ thực hiện với cái tính học phần phần đề phép tính chia. Ở đây thì em có thêm một phần, bổ sung thêm một vài phần khác nữa như là số pi cho mình biết tính kiểu diện tích của hình tròn thì nên ra cũng. Còn cái này là phần ngữ hai, thì có một số thì muốn kiểu nó mũ nhân mũ hai lên, còn cái này là nó sẽ mũ lên, còn phần này là mình mũ mũ theo cái số mà mình muốn đó. 9 mũ 3 thì 729. Phần cuối à, một phép toán cuối này là dấu căn. Dấu căn mình có thể hiện mình cho số bất kỳ và cái căn số đó thì nó sẽ cho mình kết quả luôn. Và còn phần này thì là cho mình biết được cái kết quả mình muốn tìm, giống như là 9 trừ 3 279 trừ 128 thì mình muốn tiếp tục mình lấy cái số mới mình trừ, lấy cái số mới mình trừ mà mình quên cái số cũ thì mình có thể dùng cái kết quả mình vừa tìm được mình lấy số mới ra. Như là phần toán à, em giới thiệu thêm phần thu âm nữa. Lúc mình em xong phần thuyết trình của em, cảm ơn thầy cô và các bạn. Rồi, Văn Thắng còn thiếu một phần, đó là giải thích mã nguồn, chia sẻ về mã nguồn của một chức năng, chia sẻ về chức năng phát triển trong tương lai và những điều chưa hoàn thiện được. Trong tương lai thì em muốn là sản phẩm của mình có thể thêm được nhiều màu sắc và kích thước ra nó phong phú và đẹp hơn, đen thì cũng còn lên to. Chia À, sẻ con giải thích phần với các bạn và thầy nghe một cái chức năng lập trình nổi bật. Ví dụ như chức năng cộng âm dương ấy. Cái nút âm dương này con làm như thế nào? này, âm dương thì con lấy cái số mà mình đã nhập trên cái bàn phím này, sau đó thì mình sẽ nhân với âm 1 thì nó sẽ ra kết quả với âm, rồi toán cái kết quả mình đã cho đi và thêm kết quả mới là số âm của số vừa cho. Cái số dương thì cũng tương tự, mình muốn biến thành dương thì mình cũng tương tự thôi. Thì số pi là một cái số mà nó khá là đặc biệt, nó là một con số vô tỷ, cho nên là các cái con số đằng sau của nó ấy thì nó sẽ không lặp lại. Ví dụ như các bạn để 10 chia cho 3 nhé, thì chúng ta sẽ có 3,33333 đúng không ạ? Đó, và nó lặp lại liên tục như thế. Hoặc là sẽ có những cái con số mà nó có rất là nhiều những con số hữu tỷ mà nó lặp đi lặp lại. Đó, cái phần thập phân nó lặp đi lặp lại, ví dụ 2,252525 chẳng hạn. Thế nhưng mà con số pi thì người ta đã tìm ra nhiều triệu con số đằng sau dấu phẩy và nó không lặp lại. Thế cho nên là số pi là một con số rất đặc biệt. Còn việc mà chúng ta lấy 3,14 hay là lấy 3,1416 gì gì đó xa xa hơn thì càng càng lấy nhiều số ấy, thì chúng ta sẽ tính được kết quả càng chính xác. 3,14 không phải là kết quả không chính xác mà nó sẽ gần chính xác. Còn nếu mà để chính xác nhất có thể thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cần lấy nhiều số hơn. Đó, thì phần này thì Văn Thắng thực hiện như thế thì cũng cũng ổn rồi chứ nhỉ, ổn rồi. Bạn nào lấy về bằng 3,14 cũng không sao nhé, nó vẫn là một con số ở mức chính xác tương đối chứ nhỉ. Rồi, ok, thì Văn Thắng đã hoàn thành phần thuyết trình và thầy chúc mừng Văn Thắng hoàn thành phần thuyết trình ở mức đạt nhé. Cảm ơn Văn Thắng rất nhiều. Dạ, cảm ơn thầy.